Chúa dâng lên của lễ tình yêu. Văn thư bổ nhiệm chiếu theo giáo luật điều 157, 540 và 95 giáo phận vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thái Bình. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình bổ nhiệm cha Francisco Đinh Văn Chí làm linh mục quản nhiệm giáo xứ Quan Cao, nhiệm sở tại giáo xứ Quan Cao, xã Văn Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thời gian thi hành sứ vụ từ ngày 7 tháng 1 năm 2019 làm tại tòa giáo mục Thái Bình. Ngày 4 tháng 1 năm 2019, giám mục giáo phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã ký và áp truyện. Sớm chiều sống trong kinh mục, trọn đời yêu mê, chung lời với giáo hội. Ngày đêm con tán dương Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ.